10 sự thật về mẹ Nobita. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ten Anime. Hôm nay, mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về top 10 sự thật về mẹ Nobita. Với tất cả khán giả theo dõi và yêu thích bộ anime Doraemon, chắc chắn chúng ta sẽ không còn xa lạ gì với mẹ của Nobita. Dù chỉ là nhân vật phụ, nhưng mẹ của Nobita có đóng góp không hề nhỏ vào nội dung phim cũng như tác động lên nhân vật chính là Nobita và mèo ú. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ten Anime và sau đây là top 10 sự thật cực thú vị có thể bạn chưa biết về mẹ của Nobita, một nhân vật nữ quá quen mặt trong Doraemon này nhé. Họ tên đầy đủ và nghề nghiệp. Mẹ của Nobita có họ tên đầy đủ là Kataoka Tamako, sinh ngày 16 tháng 2 năm 1941, thuộc cung Bảo Bình. Bên cạnh việc sống với ba mẹ, Tamako còn có một người anh trai, ba của Nobita, xuất hiện trong tập phim Khăn trải bàn ẩm thực. Sau khi kết hôn với chồng mình là ông Nobi Nobisuke, cô đã chuyển họ của mình thành họ của chồng là Nobi Tamako. Về nghề nghiệp, giống ba bà mẹ khác, mẹ của Nobita là người phụ nữ Nhật Bản truyền thống ở nhà làm nội trợ, chăm sóc gia đình và con cái. Có thể nói, mẹ của Nobita là người vô cùng đảm đang và cẩn thận trong việc nhà. Trong tập phim Khăn trải bàn ẩm thực, sự vắng mặt của mẹ đã làm cho ba bố con suýt rơi vào cảnh nhịn đói do bố nấu ăn quá dở mà nhà hàng quán thì đóng cửa hết. Bên cạnh việc là người nấu ăn chủ yếu trong nhà, mẹ của Nobita còn là người thường xuyên đốc thúc Nobita dọn dẹp phòng sạch sẽ, là người thường xuyên túc trực ở nhà để đón khách, cũng như mang tài liệu cho chồng mình mỗi khi bố Nobita để quên, đi chợ, phơi đồ. Suy cho cùng, khán giả hoàn toàn có thể kết luận rằng mẹ của Nobita là người đảm đương mọi công việc trong gia đình và việc nào cũng làm vô cùng cầu toàn và cẩn thận. 9. Cơ duyên gặp gỡ và kết hôn của mẹ và đố Nobita. Thực chất, bố mẹ Nobita có duyên gặp gỡ nhau khá tình cờ. Trong tập phim Nobita sắp biến mất, bố Nobita đã có dịp kể về câu chuyện quá khứ cho con trai nghe. Thuở nhỏ, ông Nobi Nobisuke có đam mê trở thành một họa sĩ trứ danh, thậm chí ông còn từng là học trò của đại danh họa ma sư. Lúc ấy, ông Nobi có một người bạn học cũng học vẽ như mình, tên là Oza. Sau này có một cô gái xinh đẹp, con gái của một vị tỷ phú đã thích thầm ông Nobi. Cô gái ấy đã bảo cha mở lời với ông Nobi, kết hôn với con gái mình thì sẽ chu cấp tiền cho ông du học, theo đuổi giấc mơ họa sĩ. Tuy nhiên, ông Nobi đã không chấp nhận đánh đổi danh dự của mình bằng tiền bạc như vậy nên đã thẳng thừng từ chối. Trong khi đó, Oza, người bạn của ông thì kết hôn với cô gái giàu có kia và được theo đuổi nghề vẽ đến cùng, trở thành danh họa nổi tiếng. Tuy nhiên, ông Nobi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì bản thân được tự do, không bị chi phối bởi tiền bạc. Trên đường về, ông đã va phải cô nữ sinh Tamako dễ thương và trả lại thẻ sinh viên đánh rơi của cô gái ấy. Cuộc gặp gỡ định mệnh đã đưa họ đến với nhau và nên duyên vợ chồng sau này. Vậy mà chỉ vì chút nông nổi muốn giàu có mà Doraemon và Nobita đã quay về quá khứ, giúp bố kết hôn với cô gái nhà giàu kia và còn suýt tự hại mình biến mất do bố và mẹ không đến được với nhau nữa. 8. Mẹ Nobita là người sợ rán, sợ tăng cân. Trên thực tế, mẹ Nobita là người có hai nỗi ám ảnh cực lớn đối với những con rán và việc tăng cân. Trong tập phim Máy thay đổi trọng lượng, chỉ vì áp dụng chế độ ăn kiêng giảm cân nghiêm ngặt mà mẹ Nobita trở nên trái tính trái nết, gắt gỏng với ba bố con. Chính vì vậy, Doraemon đã phải cầu cứu đến sự giúp đỡ của người em gái Doraemi. Sau đó, khi Nobita và Doraemon hiểu được nguyện vọng giảm cân của mẹ mình, hai người đã lừa mẹ ăn sô-cô-la giảm được cân và sử dụng máy thay đổi trọng lượng mà Doraemi cho mượn. Món bảo bối này vô cùng thần kỳ ở việc chỉ cần chĩa máy vào đối tượng mình muốn thay đổi trọng lượng rồi điều chỉnh hướng tương ứng là ta sẽ thay được khối lượng vật. Vậy nên, Doraemon đã hướng về mẹ và vặn về dấu trừ đi 1kg. Kết quả là, mẹ Nobita đã vô cùng vui sướng và hạnh phúc trở lại khi có thể giảm cân thành công và ăn cơm bình thường. Tuy nhiên, mẹ Nobita nhanh chóng nhận ra được chiêu trò lừa đảo của sô-cô-la giảm cân nên đã vô cùng tức giận, đòi vứt đống chuyện của Nobita đi. Cuối cùng, Doraemon và Nobita vẫn phải nhờ đến sự trợ giúp của Doraemi. Doraemi đã cho mẹ đeo bảo bối kính làm mập, làm mẹ đeo vào nhìn ai cũng thêm mập hơn mình. Đương nhiên là sau đó, mẹ Nobita cảm thấy rất vui vì mình thật thon thả và xinh đẹp làm sao. Còn về đặc điểm sợ rán, thì mẹ Nobita giống y chắc cô nàng Doraemi ở điểm này.
trong tập truyện 179, viên kẹo biết ơn. Mẹ Nobita và Doremi đã sợ rán đến mức kinh hồn bạt vía và phải nhờ đến sự giúp đỡ của Nobita hậu đậu. Sau khi ăn viên kẹo biết ơn mà Doremi cho mượn, mẹ Nobita đã cho Nobita tiền tiêu vặt rất hậu hĩnh, coi như trả ơn cậu. 7. Mẹ Nobita là người cận thị rất nặng và có gương mặt y hệt Nobita. Nếu như theo dõi Doraemon lâu thì chắc hẳn các bạn đều nhận ra gương mặt của Nobita giống y chang như mẹ của cậu. Nobita có hình dáng bên ngoài giống mẹ hơn là giống bố, và cả hai mẹ con còn cận thị nữa. Mẹ Nobita bị cận thị rất nặng và điều này cũng mang đến nhiều phiền toái cho bà. Trong tập phim Lời cầu hôn của ông Nobi, vì mẹ Nobita đã quyết định cởi kính để đến gặp bố Nobita mà bao rắc rối đã xảy ra. Thực chất là ông Nobi muốn ngỏ ý cầu hôn. Do không nhìn rõ nên mẹ Nobita đã nhận nhầm người khác là ông Nobi Nobisuke, dẫn đến cảnh ôm ấp người khác ngay trước mặt bố của Nobita. Sự việc này làm cho mối hiểu lầm giữa bố và mẹ Nobita càng lớn thêm. Nghiêm trọng đến nỗi, buổi cầu hôn suýt hỏng và Nobita còn suýt không được ra đời nữa. Thật ra, đầu đuôi câu chuyện khởi nguồn từ việc bố và mẹ Nobita tranh cãi với nhau là ai cầu hôn ai trước vào ngày 3 tháng 11 của 12 năm về trước. Không ai chịu nhường ai. Nobita và Doraemon chứng kiến cảnh bố mẹ tranh cãi không ai chịu nhường ai, nên hai người đã quyết định về quá khứ của buổi cầu hôn năm ấy, xem mục đích ai là người cầu hôn trước. Kết quả là, chính Doraemon và Nobita đã làm thay đổi quá khứ của buổi cầu hôn năm đó và suýt dẫn đến việc bố mẹ không đến được với nhau. Cuối cùng thật may vì buổi cầu hôn vẫn diễn ra thành công sau bao hiểu lầm. May mắn hơn là bố mẹ cũng không tranh cãi về việc ai cầu hôn ai trước nữa, làm cho Nobita và Doraemon thở phào nhẹ nhõm. 6. Mẹ Nobita không đồng ý cho Nobita nuôi bất cứ chó mèo nào. Vì nhiều lý do như sợ tốn tiền mua thức ăn, sợ bẩn mà mẹ Nobita không bao giờ cho Nobita nuôi bất cứ loài động vật nào trong nhà. Tuy nhiên, vì tấm lòng trắc ẩn của Nobita mà cậu đã không kìm lòng được mà nhiều lần liều mình mang về những con thú cưng bị bỏ rơi và cầu cứu Doraemon tìm cách tránh sự phát hiện của mẹ. Trong tập phim Mèo ngoan của mẹ, Nobita đã bất đắc dĩ liều một phen mang một con mèo con về nhà và thử thuyết phục mẹ mình. Trái lại với sự mong đợi của Nobita, mẹ Nobita đã bày tỏ sự phản đối ngay từ đầu, còn trước khi biết chuyện Nobita đã lén nuôi mèo. Vậy nên, Doraemon đã cho Nobita sử dụng món bảo bối quả trứng biến đổi thành động vật nhằm mục đích cho Nobita ngồi vào bên trong, tưởng tượng hình dạng con mèo con, biến thành mèo con và làm những việc ghi điểm trong mắt mẹ của mình. Tuy nhiên, chú mèo Nobita chưa được dịp trổ tài thì đã bị mẹ Nobita đánh đuổi và chạy mất dép rồi. Ngược lại, trên cả mong đợi của Doraemon và Nobita thì chú mèo con kia lại giúp mẹ Nobita khỏi một phen suýt cháy nhà do để quên bàn là, và thậm chí còn giúp mẹ Nobita lấy lòng được sếp của chồng nữa. Quá sung sướng nên mẹ Nobita đã quyết định cho mèo con ở lại nhà của mình. Trong khi đó, Doraemon và Nobita đã tìm được chủ nhân của mèo con và quyết định đem trả lại. Mẹ Nobita sau khi về không thấy mèo đâu thì buồn đến mức lăn ra ốm. Hậu quả là Nobita lại phải ngồi trong một quả trứng biến đổi hình dạng động vật một lần nữa và làm mèo con của mẹ, vô cùng khổ sở vì không được ăn cơm mà phải thế chỗ của mèo con. 5. Mẹ Nobita là người có quyền lực nhất trong nhà. Trong gia đình, có lẽ mẹ Nobita là người có quyền lực cao nhất, thường xuyên đôn đốc chồng con. Chắc hẳn không ít lần ta thấy được cảnh mẹ Nobita tính toán chi tiêu trong nhà và cằn nhằn về ngân sách gia đình hạn hẹp. Về phía chồng, cô ấy thường xuyên gắt gỏng về thói uống rượu, bày bừa. Còn về Nobita thì cậu thường xuyên bị mẹ giày la vì điểm không, vì bày bừa. Trong tập phim Cả nhà đi tắm suối nước nóng, chỉ vì mẹ Nobita thực sự muốn đi tắm suối nước nóng trong mùa du lịch đông đúc, nên ông Nobi còn phải lảng tránh đi bằng cách trốn lên phòng Nobita. Trái ngược với tính cách điềm đạm và từ tốn của chồng, mẹ Nobita có phần hay mắng Nobita hơn và mỗi lần mắng thì thường kéo dài đến 3 tiếng không ngừng nghỉ. 4. Mẹ Nobita là người có tính cách hung dữ từ nhỏ. Nhìn vào cách dạy con nghiêm khắc của mẹ Nobita hiện giờ, có thể hình dung được phần nào tính cách hồi nhỏ của bà. Tính cách của mẹ Nobita hồi nhỏ khá là hung dữ và nam tính, chứ không hề bánh bèo một chút nào. Điều này được thể hiện trong tập phim Chiếc nhẫn kim cương của mẹ. Vì Tamako hiểu nhầm Nobita và Doraemon chính là kẻ trộm mà đã có những pha rượt đuổi hai kẻ trộm ấy đòi xử tử tại trận vô cùng hung dữ. Mẹ mình đã rất hung dữ rồi. Chính Nobita cũng phải lên tiếng thừa nhận rằng, hóa ra, ngay từ lúc còn nhỏ, mẹ mình đã rất hung dữ rồi. Nhưng mà mama tiêu
thậm chí trong tập phim Kỳ nghỉ hè với ma, để chứng minh cho lũ ma rằng mẹ mình rất đáng sợ. Mà Doraemon đã giở tuyệt chiêu mách mẹ bài kiểm tra không điểm của Nobita. Sau đó, các bạn ma đã được một phen khiếp đảm vì được tận mắt chứng kiến một con ma rất đáng sợ tên là mẹ như Nobita nói trước đó. Một khi mà mẹ Nobita xuất hiện thì đến ma quỷ cũng phải khăn gói ra đi, chào thua mất thôi. Vậy nên, khán giả có thể cảm nhận được mẹ Nobita là cô nhóc có tính cách lanh lợi, mạnh mẽ, có phần hung dữ từ nhỏ, lớn lên sau này chính là người phụ nữ đảm đang tháo vát của gia đình. 3. Mẹ Nobita yêu thương con mình theo cách nghiêm khắc. Sự nghiêm khắc của mẹ Nobita đối với cậu nhóc này có lẽ chúng ta đều thấy được rõ ràng, như quát tháo cậu khi ăn trứng ngỗng, bắt Nobita dọn dẹp phòng ốc cho sạch sẽ. Nhưng tin mình đi, cách dạy con của mẹ Nobita chính là cách dạy dỗ nghiêm khắc mà yêu thương của người phụ nữ Nhật Bản nề nếp, truyền thống. Ở trong tập Ngày mình được sinh ra trên đời, Nobita đã ngồi lên cỗ máy thời gian để trở về ngày mà mình chào đời. Cậu đã nghe được lời mẹ nói là chỉ mong cậu lớn để trở thành người có ích cho xã hội. Dù cho mẹ có nghiêm khắc, đôn thúc cậu học hành, nhưng chúng ta hoàn toàn thấy được tình yêu thương mà mẹ dành cho Nobita hậu đậu. Ở tập phim 117, Nobita bỏ nhà đi bụi. Mẹ Nobita luôn mắng Nobita vì lười biếng không làm bài tập và toàn chơi thất dây vô bổ, khiến cho Nobita giận mẹ đến bỏ nhà ra đi. Tuy nhiên, sau khi mong ngóng mãi không thấy Nobita về, mẹ Nobita đã lo lắng và chịu nhận sai về mình quá nghiêm khắc với con. Cuối cùng, mẹ Nobita đã chủ động làm hòa với con và còn bảo Nobita biểu diễn trò thắt dây cho mình xem sau bữa tối ăn xong nữa. Tình yêu thương của mẹ Nobita thường được thể hiện bằng hành động thay vì lời nói như vậy đấy. 2. Mẹ Nobita cũng từng là người bừa bộn đồ đạc lúc nhỏ. Hồi nhỏ, mẹ của Nobita cũng là người hay bày bừa đồ đạc khắp phòng và vứt đồ lung tung và thường xuyên bị mẹ giày la y như Nobita bây giờ. Trong tập phim Chiếc nhẫn kim cương của mẹ, Nobita và Doraemon đã trở về quá khứ lúc mẹ mình còn nhỏ để tìm lại chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ từ thời bà ngoại đeo với ước mơ làm giàu không khó. Thực chất, chiếc nhẫn ấy là món đồ gia truyền của nhà Tamako, được truyền từ đời này sang đời khác, nhưng do tính bày bừa đồ vật và vứt lung tung nên cô nhóc Tamako ngày ấy đã nghịch đeo nhẫn kim cương bạc tỷ của mẹ và đi chơi trò đám cưới. Không may là chiếc nhẫn quá rộng và tuột khỏi ngón tay của Tamako mà cô bé không hề hay biết. Đúng lúc ấy, Nobita và Doraemon đã cất công tìm lại được chiếc nhẫn kim cương ấy và đem trả lại cho bà ngoại, mẹ của Tamako. Tuy nhiên, để dạy con gái mình một bài học về đức tính gọn gàng, mẹ Tamako đã nhờ Doraemon và Nobita giữ hộ chiếc nhẫn và bắt Tamako đi tìm chiếc nhẫn ở bãi cỏ cho bằng được thì thôi. 1. Mẹ của Nobita có người bạn thời thơ ấu là mẹ của Shizuka. Trong quá khứ, mẹ Nobita có một người bạn thời thơ ấu chính là mẹ của Shizuka bây giờ, Minamoto Michiko, và tên gọi mẹ của mẹ Shizuka hồi đó là Michan. Trong tập hồi nhỏ, mẹ cũng giống như Nobita. Nobita và Doraemon đã cùng nhau trở về quá khứ từ ngày mẹ mình còn nhỏ, với mục đích ban đầu là kiểm chứng xem mẹ mình hồi nhỏ có phải hay không cũng hay mày bừa giống mình. Và Michan và Tamako hồi đó chính là những người bạn thân của nhau. Michan đã cho Tamako mượn một cuốn sách. Sau đó, vì Michan chuyển nhà, Tamako đã phải chạy về nhà để tìm lại cuốn sách ấy và trả lại cho bạn. Nhờ sự giúp đỡ của Nobita và Doraemon, cuốn sách đã được giải cứu thành công từ con chó hung dữ. Cuối cùng, Tamako đã kịp đến bến tàu và nói lời chia tay với Michan. Sau nhiều năm, Tamako tìm lại được cuốn sách ấy trong nhà kho và biết bao kỷ niệm ùa về. Và tác giả đã thật khéo sắp xếp khi 25 năm sau, mẹ của Nobita và mẹ của Shizuka lại từ bạn bè thân thiết trở thành thông gia của nhau nhờ cuộc hôn nhân hạnh phúc giữa anh chàng Nobita hậu đậu năm xưa và Shizuka đảm đang hiền thục. Và trên đây là top 10 sự thật về mẹ của Nobita, người phụ nữ đảm đang, xinh đẹp, tuy đôi lúc có phần hơi hung dữ với chồng con, nhưng chúng ta vẫn cảm nhận được sự yêu thương của cô ấy dành cho chồng con. Mẹ của các bạn có giống với mẹ của Nobita không nhỉ? Hãy cho chúng mình biết bằng cách comment ở phía dưới nhé. Và như thường lệ, hãy like, share video này và subscribe 10 Anime để đón xem các video tương tự nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.